Trâm và các bạn lại cùng gặp nhau trong chương trình tìm hiểu những thông tin về du học Mỹ nữa rồi. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Trâm xin giới thiệu đến với các bạn về tiểu bang Tennessee, đó là một trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Và Tennessee thì được biết đến như là một tình nguyện viên của nhà nước, một cái nickname kiếm được trong chiến tranh vào năm 1812 vì vai trò nổi bật được tạo ra bởi những người lính tình nguyện từ Tennessee, đặc biệt là trong trận chiến New Orleans. Thì bang này thì nằm cạnh với 8 tiểu bang khác như là Kentucky và Virginia về phía Bắc, bang Carolina về phía Đông, hoặc là phía Nam thì giáp với lại Georgia, Alabama và Mississippi, còn về phía Tây thì lại giáp với lại Arkansas và Missouri. Và Tennessee đó là bang thứ 36 về diện tích và đứng thứ 17 dân số ở Hoa Kỳ. Và thủ phủ của bang đó chính là một thành phố lớn, và lớn thứ hai đó là thành phố Nashville. Và Tennessee thì có dân số là 609.644 người. Và Memphis là thành phố lớn thứ nhất với dân số là 652.050 người. Và Tennessee thì còn là quê hương của các dòng nhạc đồng quê. Và tiểu bang ở Tennessee thì bắt nguồn từ cái hiệp hội Watauga, một hiệp ước biên giới vào năm 1772. Nói chung thì được xem đây là chính phủ theo hiến pháp đầu tiên ở phía Tây của dãy Appalachian. Và Tennessee thì hiện nay là một phần của bang phía Bắc ở Carolina và một phần ở lãnh thổ Tây Nam. Và Tennessee thì được công nhận là một tiểu bang vào thứ 16 của Hoa Kỳ, đó là vào ngày 1 tháng 6 năm 1796. Và trong cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ thì bang đã gia nhập vào Liên minh miền Nam Hoa Kỳ năm 1861 và gia nhập lại vào Liên bang Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh ở đó kết thúc. Và với dân số ngành công nghiệp khá lớn thì Tennessee bao gồm các ngành như nông nghiệp, sản xuất, dịch vụ, du lịch, gia cầm, đậu nành, gia súc. Và những sản phẩm nông nghiệp chính của nhà nước và xuất hàng xuất khẩu chủ yếu thì bao gồm những ngành như là hóa chất, thiết bị giao thông vận tải và các thiết bị về điện. Và hầu hết ở tiểu bang thì có khí hậu là cận nhiệt đới ẩm, với ngoại lệ của một số vị thế cao trong dãy núi của Appalachian thì được phân loại như có một khí hậu ôn đới hoặc một khí hậu ẩm ướt do là nhiệt độ lạnh. Và Tennessee thì có một phong phú đa dạng của công chúng, tư nhân, điều lệ và các cơ sở giáo dục chuyên biệt khác nhau, từ mầm non đến giáo dục đại học. Giáo dục đại học công lập thì được quản lý với lại Ủy ban Giáo dục Tennessee sẽ cung cấp định hướng và chỉ đạo cho các hệ thống trường đại học công lập, hệ thống trường đại học Tennessee. Và thêm nữa thì đã có rất là nhiều trường đại học tư thục cũng đang có mặt ở tất cả các nơi ở trong tiểu bang Tennessee. Và để tìm hiểu rõ hơn về tiểu bang này có những trường như thế nào, các chuyên ngành ra sao, các bạn hãy gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc là truy cập vào website tandaidương.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoài du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì có sự góp mặt của bạn Trương Ngọc Phương Anh, vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng có cuộc trò chuyện ngắn với bạn Phương Anh nhé. Chào Phương Anh. Chị. Em thì đôi nét về bản thân em. Em tên Trương Ngọc Phương Anh, em vừa mới kết thúc lớp 11 tại trường Trần Phú và hiện tại em đang học lớp 12 và em vừa được nhận visa du học Mỹ. Em vừa giới thiệu là em đã hoàn tất cái lớp 11 tại Việt Nam. Dạ. Thì không biết là qua Mỹ mình sẽ học tiếp chương trình gì bên đó em ha? Em sẽ học chương trình High School Completion, nghĩa là trong 2 năm em sẽ được có bằng cao đẳng và bằng phổ thông trung học luôn. Với cái chương trình đó thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn đúng không? Ừ, mình sẽ học ở bang nào và trường nào bên Mỹ? Em sẽ học ở trường Seattle, ở thành phố Seattle, bang Washington. Trường từng được bình chọn là trường cao đẳng học thức của bang. Rồi trường cũng được rất nhiều học sinh quốc tế chọn làm nơi đến. Và ký túc xá của trường thì rất là hiện đại, rất là phù hợp và thuận tiện cho em trong việc học ở đó. Vậy là qua bên Mỹ thì mình sẽ ở ký túc xá của trường hay sao? Dạ, vâng. Đây là lần đầu tiên em xa nhà. Dạ. Thì cái cảm giác mà lần đầu tiên đi xa nhà thì em có cảm thấy là sợ hay là lo lắng gì không? Lúc đầu thì em thấy rất là thích thú. Nhưng mà dần dần khi mà nhận được visa rồi thì em cũng hơi lo, tại vì ở chung với gia đình lâu rồi, bây giờ thấy xa gia đình thì cũng rất là đông và sợ. Một mình xa nhà đúng không? Dạ. Thì khi mà qua bên Mỹ học, nếu như mà cần sự hỗ trợ gì thì em cứ liên hệ với lại các nhân viên của Tân Đại Dương. Dạ. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ em trong thời gian học tập tại Mỹ ha. Dạ. Chắc chị hỏi thêm là cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em rất thích cái cách mà mấy chị phổ biến rất là tận tình và chu đáo. Mẹ em và em đều thích. Mẹ em lúc đầu thì mẹ em chỉ là tình cờ search trên mạng công ty của mình,
Rồi khi mà tư vấn thử thì chị Oanh tư vấn cho mẹ em thì mẹ em thấy rất là thích. Với lại chị Oanh rất là gần gũi. Rồi mẹ em thích cái cách phong cách tư vấn của chị Oanh, nên mẹ em đã quyết định chọn Tân Đại Dương làm giấy tờ để em đi du học. Khi em học phỏng vấn ở đây thì lúc đầu học với anh Khôi cũng rất là tận tình, chỉ cho từng cái một, dạy cho cách để mà tìm trường này như thế nào. Còn bên chị Oanh thì chị Oanh rất là tận tình với em, chỉ với em từng cái một, cái gì mà em chưa biết hoặc là tiếng Anh em còn yếu chỗ nào thì chị chỉ rất là tận tình. Trong quá trình trình thông tin về trường thì lúc đầu thì em chưa có ý định là du học, nhưng mà khi mà chị Oanh thông tin cho em về trường này thì mẹ em và em thì cũng tìm sơ rồi, nhưng mà em cũng chưa tìm được nhiều trên mạng. Khi đi học với anh Khôi á thì những cái gì mà những cái trang web mà liên quan tới trường học này nọ thì anh Khôi chỉ từng cái một, trang web này dùng để làm gì, xong rồi anh còn chỉ sửa cho cách nói làm sao cho tốt, rồi tiếng Anh như thế nào thì dễ đọc và thuận tiện cho tụi em khi đi phỏng vấn. Còn anh bảo anh lúc đầu khi mà chuẩn bị đi phỏng vấn em rất là sợ, nhưng mà khi mà nói chuyện với anh bảo anh em thấy mình rất là tự tin và tự tin hơn. Anh bảo anh rất là tự tin. Cho chị hỏi thêm là cái dự định của Phương Anh sau khi mà học xong tại Mỹ thì em có cái dự định như thế nào? Em chủ yếu của em đi học là để giúp cho gia đình phát triển và cũng như quản lý công ty của gia đình, nên khi đi học ở Mỹ thì em sẽ quay về với gia đình và giúp phụ giúp trong công việc của gia đình. Thì là nhớ gia đình mình hiện tại là đang có công ty riêng. Yeah. Thì công ty của gia đình mình là về cái lĩnh vực gì em? Nhà em thì sản xuất và cung cấp cùng đồ bộ cho các chợ và các siêu thị lớn ở trong thành phố của mình cũng như các tỉnh khác ở trên Việt Nam. Chị cảm ơn chia sẻ của Phương Anh nha, và chúc cho em thì sẽ hoàn thành được ước mơ của mình trong tương lai nha. Em cảm ơn. Vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe những chia sẻ của Phương Anh về quá trình làm hồ sơ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn đã đạt được visa du học Mỹ thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.